Sau phần này thì em sẽ có thể nói được về công nghệ và những sự kiện quan trọng ở trong quá khứ. Number one, study the vocabulary I box. How do you say the phrases in your language? Order the phrases. One, the oldest. Six, the most recent. Hãy nghiên cứu cái cụm từ vựng A và bạn nói những cái cụm như thế nào trong ngôn ngữ của bạn. Tức là bạn dịch sang như thế nào, sắp xếp các cái cụm đánh số từ 1 đến 6, 1 tương ứng với những cái lâu nhất, lâu đời nhất và 6 là những cái gần đây nhất. Ở đây chúng ta thấy là chúng ta đến với cụm từ vựng A nhé. Talking about history, nói về lịch sử. Ở đây chúng ta có các cái mốc thời gian. Đầu tiên chúng ta sẽ có in the Middle Ages là thời kỳ trung cổ. Number 2 chúng ta có in the 1700s. Vào những năm 1700, tức là bắt đầu từ những năm mà có chứa là đầu 17, sau đó có thể là 1701 đến tận 1799 chẳng hạn, cả một thế kỷ. Number 3, in the 19th century, vào thế kỷ 19. Number 4, 70 years ago, cách đây 70 năm. Number 5, in the 1970s, và những năm 1970. Những năm thì có từ S ở đây thì sẽ bắt đầu 70, 71 đến 79. Và cuối cùng là in 2012, vào năm 2012. Number 2, read the text on the website and put the ideas on this timeline in pairs. Say which time you think was the most important. Hãy đọc những cái đoạn ở trên website và đặt những cái ý tưởng trên cái dòng thời gian ở bên dưới. Sau đó làm việc theo cặp, hãy nói là theo bạn ý tưởng nào là quan trọng nhất. Đầu tiên chúng ta cùng đến các cái đoạn nhé. Last week, we asked you to choose one great idea and say how it changed our life for the better. Here are the first of your suggestions. Tuần trước chúng tôi đã hỏi bạn là chọn một cái ý tưởng và nói là nó đã thay đổi cuộc sống của bạn tốt hơn như thế nào. Đây là những cái đầu tiên trong gợi ý của chúng tôi. Ở bức tranh đầu tiên chúng ta nhìn thấy là chiếc xe đạp. One, Laura, 13, Bristol. Before the invention of the bicycle in the 19th century, most people never traveled more than 50 kilometers all their lives. Thanks to the bicycle, it became easier for people to train when they lived or worked. Trước khi phát minh ra chiếc xe đạp vào thế kỷ 19, thì hầu hết mọi người không bao giờ đi lại được hơn 50 cây số trong suốt quãng đời của mình. Nhờ vào chiếc xe đạp, thì nó khiến cho mọi người đi lại, thay đổi nơi sống hoặc làm việc dễ dàng hơn. Number 2, at 12, stop on trend. Today's hair dryers are very different from the first one for 100 years ago. Thanks to the hair dryer, people began to wash their hair more often, a good thing. Những cái chiếc máy làm tóc, máy sấy tóc ngày nay thì không khác nhiều so với những cái đầu tiên cách đây 100 năm. Nhờ vào chiếc máy làm tóc, máy sấy tóc thì mọi người bắt đầu gội đầu thường xuyên hơn, đúng là một điều tuyệt vời. Rồi chúng ta cùng đến với number 3. Ellie 13 London, bạn Ellie 13 tuổi đến từ London. Before the 1500s, people thought that the earth was the center of the universe. Then Copernicus wrote his theory that the earth goes around the sun. It's completely changed how people understood our world. Trước những năm 1900-1500 thì mọi người nghĩ rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ, universe. Sau đó Copernicus đã viết học thuyết của ông cho rằng trái đất quay xung quanh mặt trời. Nó hoàn toàn thay đổi những cái điều mà chúng ta đã biết về thế giới. Number 4, Amadeus 12, Birmingham. Amadeus 12 tuổi đến từ Birmingham. When IBM sold its first personal computer, it was great news. After this, computers were for everyone, not just computer programmers. Millions of people bought their first computers in the 1980s. Khi IBM bán được cái chiếc máy tính cá nhân đầu tiên, đó thực sự là tin tuyệt vời. Sau đó, máy tính
dành cho tất cả mọi người, không chỉ những nhà lập trình đâu. Hàng triệu người đã mua những cái chiếc máy tính đầu tiên của họ vào những năm 1980. Rồi, vậy thì chúng ta quay lại ở đây, chúng ta sẽ có các cái thông tin như sau. 500 years ago, cách đây 500 năm chúng ta có 3A, ok, 3A. Ở đây chúng ta sẽ có bức tranh là tree đầu tiên là chính là cái học thuyết của Copernic về trái đất quay xung quanh mặt trời. 250 years ago, cách đây 250 năm, number one is bicycle, đó là phát minh ra chiếc xe đạp. Number three, ok, the next 100 years ago, cách đây 100 năm, two, cách đây 100 năm phát minh ra chiếc máy sấy tóc. Và cuối cùng number D, 50 years ago, cách đây 50 năm thì chúng ta sẽ có là is computers, là máy tính. Và đây chúng ta sẽ phải đưa ra là bạn nghĩ là cái nào là cái quan trọng nhất, thì ở đây là gợi ý thôi. I think the theory of the Earth goes around the sun and the timeline when it was first introduced to people is really important, cause it affected and changed our wrongly assumed understanding of the world. Tôi nghĩ là cái học thuyết về việc trái đất quay xung quanh mặt trời và cái khoảng thời gian mà nó lần đầu tiên được giới thiệu tới mọi người thì cực kỳ là quan trọng, bởi vì cái điều này đã ảnh hưởng và thay đổi cái sự hiểu biết vốn có, cái sai lầm của chúng ta về về thế giới, sự vận hành của thế giới. Number three, look at the highlighted irregular possible forms in the text. Match them with the infinitives below. How do you say the verbs in your language? Hãy nhìn những cái động từ dạng thức quá khứ đơn bất quy tắc đã được gạch chân ở trong bài khóa. Hãy đối chúng với những cái từ nguyên thể infinitive ở bên dưới. Bạn dịch chúng sang ngôn ngữ của bạn như thế nào? Thì ở đây chúng ta có các cái động từ nhé. Các cái động từ bôi màu xanh là những cái từ mà bất quy tắc, động từ bất quy tắc chia thì quá khứ đơn. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ đến với dạng nguyên thể của chúng nhé. Chúng ta có từ become, became có nghĩa là trở nên. Chúng ta có từ begin, began có nghĩa là bắt đầu. Tiếp theo chúng ta có từ buy bought là mua, buy bought. Rồi tiếp theo chúng ta có từ sell là sold, bán mà, sell sold. Tiếp theo chúng ta có từ think, nghĩ thì quá khứ của nó là thought. Rồi understand, hiểu, quá khứ là understood. Và cuối cùng là chúng ta có to write là viết, quá khứ của nó là to wrote. Number four, complete the blog post with the possible form of the verbs in brackets. Which of the next were most important in your opinion? Hãy hoàn thành cái bài blog ở bên dưới với những cái dạng thức của thì động từ chia thì quá khứ đơn. Những cái ngày nào là những ngày quan trọng nhất theo theo như ý kiến của bạn? Vậy là có sẽ có những cái ngày quan trọng nhất đúng không? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ đầu tiên chúng ta sẽ chia động từ trước nhé. Randolph Guide to Internet History, cái gợi ý của Randolph đối với lịch sử của Internet. Chúng ta thấy các mốc thời gian từ năm 1990 đến năm 2008. British scientist Sir Timothy Berners-Lee thought of the first internet web browsers, the World Wide Web. Cái nhà khoa học người Anh có tên là như thế này đã nghĩ về cái gọi là cái trình duyệt đó, cái trình duyệt Internet đầu tiên có tên là World Wide Web. In 1993, scientists at Cambridge University connected a camera to the Internet. Vào năm 1993 thì các nhà khoa học ở trường Đại học Cambridge đã kết nối một cái camera với Internet. They wanted to track when their coffee were ready. Họ đã muốn kiểm tra là khi nào coffee, tức là cái cốc cà phê của họ sẵn sàng.
It became the first webcam. Nó trở thành cái webcam đầu tiên. In 1998, the birth of the Google search engine. Vào năm 1998, đó là cái ngày sinh nhật của cái công cụ tìm kiếm Google. It quickly became one of the most popular websites on the internet. Nó đã trở thành một trong số những cái website được sử dụng rộng rãi nhất trên mạng. Became. In 2001, the Wikipedia website began. Vào năm 2001 thì cái website Wikipedia đã bắt đầu, thì là ra mắt đấy, began. Jimmy Wales wrote the first word hello world. Jimmy Wales đã viết những cái chữ đầu tiên là xin chào thế giới, wrote. In 2006, anyone with an email address could join the social networking site Facebook. Vào năm 2006, bất cứ ai có một cái email thì có thể tham gia vào mạng xã hội Facebook. Chúng ta có từ could, quá khứ của từ can là từ could. The first iPhone Apple sold 1 million in 74 days in 2007. Những cái iPhone đầu tiên Apple đã bán 1 triệu cái iPhone trong vòng 74 ngày vào năm 2007, quá khứ the sold. Tiếp theo chúng ta có in 2008, millions of people bought their first smartphone. People could use their phones to get on the web, play games, take photos and watch videos. Smartphones changed millions of lives. Hàng triệu người vào năm 2008 đã có thể mua được cái điện thoại thông minh đầu tiên của họ. Mọi người có thể sử dụng điện thoại để lướt web, chơi game, chụp ảnh, xem những cái clip. Điện thoại thông minh đã thay đổi hàng triệu cuộc đời, hàng triệu con người. Vậy ở đây chúng ta thấy là những cái thông tin này thì đều là những cái lịch sử, những cái sự kiện trong quá khứ, đúng không nào? Vậy thì chúng ta sẽ đến là which of the days. Vậy cái thời gian nào là thời gian quan trọng nhất theo ý kiến của bạn? Thì đây mình có thể đưa như sau. I think the date when Google search engine is the most, one of the most important, because it can help us because Google can help us save a lot of time and make it easy for us to find any information. Ở đây thì tôi thấy là cái công cụ tìm kiếm của Google là một trong số những cái mà quan trọng nhất, bởi vì invention là một trong số những cái phát minh quan trọng nhất, bởi vì Google có thể giúp chúng ta tiết kiệm rất nhiều thời gian và khiến chúng ta tìm kiếm bất cứ thông tin nào dễ dàng hơn bao giờ hết. Number 5, study the words in vocabulary box. These words are highlighted in the blog post in exercise 4. Find the words phrases in the blog post that can help you guess meanings of these words. Hãy nghiên cứu những cái từ vựng. Nghiên cứu những cái từ vựng ở cái phần bảng B ở bên dưới. Đây là những từ được gạch chân ở trong cái bài số 4. Hãy tìm những cái từ và cụm từ mà có thể giúp bạn đoán nghĩa của những từ này. Thì đầu tiên chúng ta đến với các từ nhé. Các từ này nói về chủ đề Computers and Information Technology, máy tính và công nghệ thông tin. Chúng ta có từ Search Engine,
là công cụ tìm kiếm, smartphone, điện thoại thông minh, social networking site, mạng xã hội, web browsers là cái trình duyệt đó, webcam, website là cái trang web. Vậy đây chúng ta thấy ở đây có một số từ giúp chúng ta tìm kiếm, ví dụ từ search engine, công cụ tìm kiếm đúng không nào? Thì đây chúng ta có từ Google chính là cái gợi ý để chúng ta đoán được đây là một công cụ tìm kiếm, chúng ta dịch nghĩa được từ nó. Ví dụ từ smartphone ở đây là có từ các cái thứ ví dụ như là phone để get on the web, play games, take photo and watch video. Đây là điện thoại thông minh để thực hiện được tất cả những chức năng như vậy. Social networking site thì chúng ta bám vào từ Facebook là mạng xã hội. Tiếp theo từ web browser là cái trình duyệt web, chúng ta có từ the World Wide Web, một trình duyệt web rất là lâu đời và phổ biến. Webcam thì chúng ta liên hệ từ camera, tương tự như là một cái camera. Và website ở đây là chúng ta nhìn vào từ Wikipedia. Number 6, class survey, khảo sát trong lớp. Interview 3 students in your class using the question below. Write their names and answer in the columns, then report to the class. Hãy phỏng vấn 3 bạn trong lớp sử dụng những câu hỏi bên dưới. Hãy viết tên của họ và câu trả lời vào các cột. Sau đó mình sẽ trình bày trước lớp. Thì ở đây chúng ta sẽ điền các thông tin. Đây là gợi ý student 1 nhé. Ví dụ là bạn Long chẳng hạn. What's your favorite search engine? Vậy cái công cụ tìm kiếm ưa thích của bạn là gì? Tôi tìm bằng Google. Number 2, what's your favorite website to study English? BBC Learning English. Okay, Learning English, trang học tiếng Anh của BBC. What's your favorite social networking site? Mạng xã hội ưa thích của bạn là gì? Facebook. Okay. Và tương tự là chúng ta sẽ điền tên của các bạn khác nhé. Và đây là chúng ta sẽ báo cáo trước lớp như sau. Okay. Long favorite search engine is Google. He often uses BBC Learning English website to study English. In his free time, he loves using Facebook. A famous social networking site. Rồi, cái công cụ tìm kiếm ưa thích của Long, công cụ tìm kiếm ưa thích của Long là Google. Cậu ấy thường sử dụng cái trang web BBC Learning English để học tiếng Anh. Trong thời gian rảnh rỗi thì cậu rất là thích sử dụng Facebook, một cái mạng xã hội nổi tiếng. Bài học hôm nay của chúng ta kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các em trong những bài học tới. Một bài học rất thú vị về cỗ máy thời gian liên quan đến từ vựng và kiến thức về lịch sử cũng như công nghệ. Các em đừng quên đăng ký kênh để tiếp tục nhận được nhiều thông báo bài giảng mới nhé.